Xin chào, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Tiếp tục ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em thủ thuật khôi phục lại bài viết trên trang cá nhân Facebook, bao gồm hình ảnh, video hoặc là liên kết và bất cứ những thứ gì khi anh em đăng trên dòng thời gian của mình và đã xóa nó đi mà muốn khôi phục lại. Bây giờ mình bắt đầu nghe anh em. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu mở Facebook lên. Mình sẽ truy cập vào trang cá nhân của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ xóa cái bài viết này nha anh em. Anh em chọn vào chỗ 3 chấm. Tiếp tục chọn vào chuyển vào thùng rác. Tiếp tục chọn chuyển. Rồi, bài viết đã biến mất nha anh em. Bây giờ anh em vuốt xuống trở lại đầu trang cá nhân. Rồi, bây giờ anh em chọn vào chỗ 3 chấm. Tiếp tục anh em nhấn vào cái chữ nhật ký hoạt động. Rồi, ở đây anh em chọn vào chữ thùng rác. Đây, bài viết mình vừa xóa nó đây nghe anh em. Anh em chọn vào ô vuông ở đây. Tiếp tục anh em sẽ chọn vào chữ khôi phục. Tiếp tục chọn khôi phục. Rồi, vậy là xong. Bây giờ mình thoát ra. Tiếp tục trở lại. Trở lại. Rồi, mình kiểm tra nghe anh em. Hiện tại thì bài viết chưa được khôi phục nghe anh em. Bây giờ anh em làm thêm một bước nữa. Anh em chọn vào chỗ ba gạch. Tiếp tục anh em chọn vào chỗ đăng xuất. Rồi, anh em đăng nhập cái tài khoản Facebook lúc nãy nha. Bây giờ mình sẽ vào trang cá nhân để kiểm tra. Đây, bài viết đã được khôi phục thành công rồi nghe anh em. Và nội dung mình cũng xin dừng lại nghe anh em. Và anh em lưu ý cho mình nè. Bài viết mà anh em xóa không quá 30 ngày nghe anh em. Rồi, mình dừng lại nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.